Hello mọi người, là mình Mẫn Nhi đây. Mày chót vào tuần này là tuần cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mình rồi mọi người ạ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cuối cùng chúng mình cũng đã tới được đoạn này của Mẫn Nhi. Tuần này chắc chắn là một tuần vô cùng đặc biệt với mình rồi. Mình sẽ chạy deadline cật lực trên trường này, luyện tập nói tiếng Anh với Elsa Speak để có thể làm bài tốt hơn nữa. Và mình cũng sẽ chia sẻ siêu kỹ về những tips của mình khi chạy deadline nha. Hy vọng mình và mọi người đều sẽ có một tuần chạy deadline năng suất và hiệu quả. Let's go. Trời ơi, trộm vía. Mình không biết là mọi người tin được không. Nhưng mà đấy, những bạn nào mà có thêm mình từ hồi Hà Lan ý, thì chắc mọi người cũng có thể thấy là trời ơi, mình đã đi qua một cái hành trình quá là dài. Và đến ngay tại cái giờ phút này mình vẫn không thể tin được là mình đã trải qua nhiều thứ, nhiều chuyện như thế và hoàn thành xong tại một nơi. Bình thường nha, thì cái lúc mà mình chạy deadline như thế này vào những cái kỳ học trước đi, thì mình cảm thấy nó rất là vẫn chưa, kiểu tuần sau mình sẽ được nghỉ đông, nghỉ hè các thứ rồi. Nhưng mà sang đến cái kỳ cuối cùng này thì kiểu cái nỗi lo của mình nó bị kiểu ít mấy lần ấy, nó là bằng bao nhiêu cái năm vừa rồi cộng lại xong nhân gấp mấy lần luôn. Đây cũng là lần cuối mà mình chạy deadline, thì mình cũng muốn là quay lại cho mọi người xem là cái tuần chạy deadline như thế nào. Bên cạnh đấy thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người những cái tips chạy deadline của mình trong những cái lúc rất căng thẳng như thế này. Kỳ này mình học 4 môn mọi người ạ. Môn đầu tiên đấy là môn kể chuyện thực tế. Bài tập cuối kỳ của môn này của mình có deadline là vào ngày mai. Thì thật ra đến giờ là mình đã hoàn thành xong được một nửa bài này rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm nốt cái bài này, xong rồi tối nay mình sẽ cố gắng nộp luôn để ngày mai mình sẽ làm những cái công việc khác để cho những cái deadline khác. Thì bài này mình sẽ phải viết một bài báo về một cuộc phỏng vấn của mình với người khác. Thì hiện tại là mình đang phải nhìn lại tất cả những cái bài tập mình cần hoàn thành trong tuần này để mà mình sắp xếp cái thời gian làm sao để cho nó ok nhất. Tiện đây thì mình cũng định chia sẻ cho mọi người luôn cái tip đầu tiên của mình trong cái tuần chạy deadline này. Đấy là chúng mình phải thật sự xác định được những cái task mà chúng mình cần làm, và cụ thể trong những cái task đấy là những cái task nhỏ hơn gì. Mọi người ơi, mọi người phải bước lịch. Bước lịch ở đây tức là kiểu mình set một cái khoảng thời gian cho cái công việc này, và mình phải cố gắng bằng mọi giá mình phải hoàn thành được cái công việc đấy trong cái khoảng thời gian đấy. Bước đầu tiên khi mình lên thời gian biểu chính là ghi lại hết những mốc thời gian deadline quan trọng. Bước thứ hai là mình sẽ block lịch, và mọi người sẽ nghĩ là mình sẽ block lịch học đúng không? Nhưng mà không nha mọi người, mình sẽ block lịch ăn và lịch ngủ nha. Đây sẽ không phải là một bước block lịch của sự lười biếng, mà đây là block lịch để có thể đảm bảo được sức khỏe. Vì chúng mình kiểu gì cũng phải ăn và ngủ á, nên là điều gì không thay đổi được thì mình sẽ ghi luôn vào đây. Xong sau đó thì mình sẽ block những cái lịch học theo từng task cụ thể dựa vào cái tip đầu tiên á, để có thể hoàn thiện được đầy đủ và tốt nhất. Hôm nay mình vừa dậy cái là mình đã lên đường đi ra thư viện của bang luôn. Nay thì mình cũng rủ cả bạn mình đi học cùng cho tập trung á. Dạo này trời cứ mưa lạnh dã man đi mọi người ơi, lạnh quá. Trước thì mình thấy là rất nhiều người bạn của mình hay ra thư viện để học lắm. Nhưng mà hồi đó thì thật sự là mình không hiểu lý do tại sao lại đam mê học ở đúng cái thư viện này đến như vậy. Nhưng mà nay thì mình đến thì kiểu hiểu ngay lập tức luôn á. Học ở thư viện thì chắc chắn rồi, khi mà chúng mình nhìn mọi người đang học thì chắc chắn là chúng mình sẽ năng suất hơn. Mà đặc biệt là thư viện này mình thấy nó kiểu siêu đẹp ý, nên ngồi đây mình cũng thấy thích sao sao á, kiểu khó tả ghê ấy. Khung cảnh nó y hệt mấy cái phim cổ hồi xưa, kiểu đẹp đẹp các thứ ấy. Nay mình sẽ làm bài tập cho môn thứ hai là môn báo. Bài tập của mình sẽ là bài essay phân tích báo, kiểu như là phân tích xem khi họ viết như vậy thì sự ảnh hưởng đến người đọc hay những nhân vật trong bài sẽ ra làm sao. Và deadline bài này sẽ vào ngày mai nha. Tip thứ ba của mình cũng chính là điều mình làm vào hôm nay đây. Mình sẽ phải ép bản thân mình vào trong khuôn khổ và theo được lịch trình. Ví dụ như là đi học cùng bạn này, hay là đến những nơi mà ai cũng đang học, và đặc biệt là sẽ không bao giờ ngồi học cạnh giường. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể thử tìm những bài test trên mạng về tìm kiếm learning style để xem sao. Làm xong thì chúng mình cũng có thể dễ dàng biết được là chúng mình học ở đâu sẽ tập trung nhất. Nay thì mình cũng sẽ học ở thư viện tiếp. Sáng nay thì mình sẽ hoàn thành nốt bài essay môn báo để ngày mai còn chuẩn bị cho hai môn khác nữa. Bài tập còn lại của mình thì sẽ còn một bài thuyết trình cho môn thực tập này là vào ngày mai, và vào thứ sáu sẽ có một bài speaking test, nói chuyện trực tiếp với cô giáo, rất là lo luôn, và một bài test cuối kỳ môn tiếng Trung. Và nay thì do mưa quá nên trời rất là tối, mình ngồi đây học cũng không được quá tập trung ý, nên là sau khi mà nộp bài xong thì mình cũng về nhà luôn. Mỗi lần chuyển cảnh kiểu chả biết nói gì ngoài hello ấy. Nhưng mà mình vừa về nhà xong mọi người ạ. Xong rồi mình phải vừa make up để chiều nay mình sẽ còn phải quay một cái video nữa cho một bên đối tác của mình. Và trời ơi mọi người nhìn này, trên đầu mình có một chiếc mụn siêu to khổng lồ. Chắc là do kiểu tuần này kiểu
chạy deadline stress quá ấy. Trước đây mình thật sự là người bạn đồng hành trong cái đợt deadline này của mình. Thì trời mọi người ơi, hiện tại là mình đang vui quá là vui luôn ý. Tại vì những cái lịch mà mình đề ra thì trộm vía, mọi thứ đang đi theo kế hoạch. Thì chiều nay sau khi mà mình quay cái video kia cho bên đối tác xong thì mình sẽ có thể có toàn bộ thời gian để mình có thể tập trung làm và chuẩn bị cho hai môn còn lại. Nói chung là rất là ok. Tối nay thì mình sẽ chuẩn bị bài nói tiếng Trung này, cũng như là ôn cho cái bài test của mình vào hôm thứ 6 tuần này, cũng như là làm presentation luôn. Nói chung là đoạn này không biết là lịch mình sắp xếp có bị kiểu ảo tưởng quá sức mạnh của mình không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng để hoàn thành xong. Một cái tip nữa mà mình rất là muốn chia sẻ với mọi người thì mọi người có để ý là ở cái tip thứ 3 mình có nói là hãy tìm ra cái style học phù hợp với bản thân mình không, thì đến cái bước thứ 4 này nó cũng sẽ hơi na ná thế. Đấy chính là với từng môn và từng hoạt động của chúng mình thì chúng mình hãy cố gắng tìm ra những cái phương pháp làm sao để chúng mình có thể hoàn thiện cái bài đấy một cách nhanh nhất và tốt nhất. Với môn tiếng Trung tối nay của mình đi, thì mình cảm thấy là mình sẽ nhớ các từ tiếng Trung hơn khi mà mình học kiểu flashcard ấy. Hay là vì bài ngày mai là cái bài nói ấy, thì mình thấy là mình sẽ ok hơn với việc là mình kiểu dạng như là nói rất là to nói ra thành tiếng ấy. Thì mình cảm thấy là cái đấy là một cái cách rất là hiệu quả đối với mình. Rất là hay xem lại những cái bài cũ của mình, xong mình học lại những cái lỗi lần trước mình đã mắc. À không phải, ý là mình nghĩ là mọi người hiểu với mình ấy, không phải là học lại những cái lỗi đấy, mà là học lại để mình tránh những cái lỗi đấy ra. Và với bài presentation trong môn thực tập của mình thì thật ra là nó khá là nhiều task ấy mọi người. Mình sẽ phải present trong vòng 6 phút. Thì mình đã thử rồi, mình tưởng là 6 phút là dài ấy, nhưng mà thực chất là nó siêu siêu ngắn luôn ấy mọi người. Thì mình đang dự tính là tí nữa mình sẽ tính giờ thử xem là trong 1 phút mình sẽ nói được khoảng bao nhiêu chữ. Thì mình sẽ đọc một cái bài essay cũ của mình thôi, xong mình sẽ tính thử, xong rồi mình nhân 6 lên, mình xác định xem là mình sẽ cần chuẩn bị script là bao nhiêu từ để mình có thể nói được trong 6 phút đấy và không bị quá giờ. Sáng nay thì mình ngồi nhà tự record bài presentation của mình thôi. Mình ngồi hơn 2 tiếng cho cái bài 6 phút này đấy, mọi người có tin được không? Mình ngồi lâu như vậy chỉ vì cứ cố gắng nói đi nói lại để hoàn hảo 100%. Kiểu rõ ràng khi mình làm offline thì cái việc mà mình nói lắp, nhưng mà cái nói lắp đấy nó tự nhiên ý, thì nó cũng sẽ ok thôi. Nhưng mà chả hiểu sao khi mà mình tự quay, kiểu cảm giác là mình có thời gian, mình hoàn toàn có thể làm cho nó chuẩn chỉnh hơn, thì mình cứ quay đi quay lại dù chỉ có đúng một lỗi nhỏ thôi. Và tip thứ 5 của mình cũng chính là một điều mà cũng giống cái này ý. Đấy chính là khi mà chúng mình có thời gian thì hãy cố gắng chỉnh chu và hoàn thiện từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ như là mình sẽ cố gắng luyện tập nói tiếng Anh tốt hơn. Nhân tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người một vài tip của mình trong việc cải thiện nói tiếng Anh nha. Rất nhiều bạn từng hỏi mình là không biết là với ngành truyền thông thì bài tập của chúng mình như thế nào. Ngay từ đầu viết đến giờ thì mọi người cũng có thể nhận thấy là các bài tập của mình thì đa số là các bài viết, nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng có rất là nhiều những cái bài nói, như kiểu là mình sẽ phải present này, rồi mình làm những cái video mà mình phải nói nữa. Và đây cũng là lý do tại sao mà mình cảm thấy là mình cần phải luyện nói tiếng Anh nhiều hơn nữa ấy. Thì rất là trùng hợp luôn là đúng vào cái tuần cuối cùng này của mình, khi mà mình có rất là nhiều bài nói thì mình lại rất là may mắn được thử. Và thật ra đây chính là Elsa Speak. Chắc là khi mà mình nhắc đến chuyện là tự luyện tập này, cải thiện và phát triển khả năng nói tiếng Anh, thì một trong những cái tên đầu tiên mọi người nghĩ đến cũng có Elsa Speak đúng không? Mình nghĩ là độ phủ sóng của Elsa thì bây giờ không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Khoảng hơn 2 năm trước là vào năm 2020 thì mình có cái cơ hội được hỗ trợ IELTS phê 6 ấy. Thì đúng cái hôm mà mình hỗ trợ đấy lại là một chương trình được hợp tác với cả Elsa. Nói chung là rất là có duyên luôn. Thế mình chỉ được hợp tác vỏn vẹn đúng một lần hôm đấy, nhưng mà mình cảm thấy là Elsa thực sự rất là chuyên nghiệp. Khi mà mình được sử dụng Elsa Pro của Elsa Speak thì mình thấy, trời ơi, chắc chắn là nó sẽ có tác dụng. Một chút cảm nhận của mình sau khi sử dụng Elsa Pro nha, thì mình cảm thấy là Elsa chính là một English language personal trainer. Mình cảm thấy đây đích thị là một PT nói tiếng Anh có thể hỗ trợ được chúng mình 24/7 luôn, giúp chúng mình nâng cấp kỹ năng nói tiếng Anh và tốt lên tiếng Anh. Elsa là một app chuyên luyện nói và giao tiếp tiếng Anh, đầy đủ các kỹ năng nói như ngữ điệu này, nhấn âm, lưu loát và cả kỹ năng nghe. Chúng mình có thể luyện được tất cả mọi lúc mọi nơi luôn ấy. Và bên cạnh đấy là có một cái điều này rất là đặc biệt mà mình nghĩ là chắc là mọi người cũng biết rồi, đấy chính là sử dụng AI để nhận diện giọng nói, và cái này là hoàn toàn độc quyền của Elsa nha. Elsa sẽ sử dụng công nghệ AI để nhận diện giọng nói này, lắng nghe xem chúng mình nói như thế nào, phân tích xem mà trong những cái câu mà chúng mình nói đấy thì cái lỗi sai của chúng mình ở đâu, và chắc chắn là sẽ giúp chúng mình sửa lại tất cả những cái lỗi sai đấy thành đúng rồi. Tí nữa mình sẽ thử cho mọi người nha. Ok, khen Elsa nhiều quá, thế thì mình thích điểm gì nhất ở Elsa đây? Thì
đầu tiên đấy chính là việc là Elsa rất là cá nhân hóa. Mình thấy cái việc cá nhân hóa này thì nó rất là kiểu cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ. Việc mà Elsa cá nhân hóa như vậy thì có thể giúp các bạn học viên có một cái lộ trình học chính xác nhất. Và khi mà chúng mình có một cái lộ trình học chính xác thì chúng mình có thể phát triển nhanh hơn này và không sợ học lệch trình độ nữa. Ngay từ cái đoạn đầu tiên khi mà mình vào đăng ký, mình đã thấy Elsa hỏi rất là chi tiết này rồi. Nhưng mà cái lộ trình học này nó không chỉ đơn giản là thiết kế dựa trên những cái gì mà chúng mình chọn đâu, mà nó sẽ còn qua cả một cái bài kiểm tra đầu vào, cũng như là qua những cái điểm của chúng mình qua từng cái bài phát âm sau này. Bên cạnh đấy thì Elsa cũng sẽ theo dõi tiến độ học của chúng mình, cũng như là sau một cái lần mà chúng mình làm bài tập thì sẽ đo lường xem là cái hiệu quả chúng mình học nó đến đâu, để có thể đánh lại điều chỉnh xem lộ trình học như nào sẽ chuẩn nhất và có thể giúp chúng mình phát triển được tốt nhất. Điểm thứ hai mà mình thích ở Elsa cũng chính là cái điểm mà mình thích nhất ở Elsa luôn, và mình nghĩ là chắc là bạn nào khi mà sử dụng Elsa thì cũng đều cảm thấy như vậy. Đấy chính là sử dụng AI độc quyền để chấm điểm và chỉnh sửa phát âm của chúng mình đến từng âm tiết nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử nha mọi người. Thực ra là mình cũng thử một vài lần rồi nhưng mà không biết là hôm nay có mọi người ngồi đây thì sẽ như nào đây. Beth is taking a bath. She has 10 minutes to get ready. Đây này mọi người ơi, mọi người nhìn thấy không? Đó, tức là cái âm đấy của mình nó màu đỏ là nó sai luôn ý. Mọi người thấy là chữ lầu, chữ mày, nói chung là cái phần trước nó ghi là excellent, tốt rồi. Nhưng mà đến cái phần cuối cùng ý thì mình sẽ bấm vào kiểu cái âm đấy đọc như nào, nó còn chỉ cho mình kiểu rất chi tiết ý. Với màu xanh lá cây đi thì là mình đọc chuẩn rồi, nhưng mà với màu cam, màu vàng thì là mình đọc kiểu không chuẩn cho lắm, và màu đỏ là mình đọc sai hoàn toàn luôn. Sau khi mà Elsa nghe giọng đọc của chúng mình xong thì ngay lập tức Elsa sẽ phân tích và chấm điểm giọng đọc của chúng mình theo phần trăm. Nói chung là mình thấy cái bước này kiểu nó ngay lập tức luôn ý, nói chung là rất là chuyên nghiệp luôn. Điểm thứ ba mình rất là thích ở Elsa Pro đấy chính là có rất là nhiều chủ đề mọi người ạ. Tính ra là mình nhớ là có khoảng tầm 150 chủ đề với hơn 25.000 bài tập, nên là khi mà chúng mình sử dụng Elsa Pro ấy thì chắc chắn là chúng mình sẽ không bị rơi vào cái hoàn cảnh là điểm thứ tư mà mình thích thì cái gì quan trọng phải nhắc lại thêm một vài lần mọi người ạ. Đấy chính là Elsa chắc chắn là một PT thầm lặng đẩy chúng mình tiến lên phía trước, cải thiện tiếng Anh ý. Elsa sẽ giúp chúng mình bỏ qua tất cả được những cái bước lười khi mà tận tay chọn cho chúng mình cái chủ đề để chúng mình học hôm đấy và nhắc nhở chúng mình học luôn. Và một điểm nữa mà mình rất thích ở app Elsa đấy chính là app Elsa có rất là nhiều những cái điểm thú vị. Ví dụ như là mình thấy là có cả tính năng luyện IELTS này, IELTS speaking á, chơi game, luyện các kỹ năng, từ điển đa nhiệm nữa. Nói chung là có rất là nhiều những cái điểm thú vị ở trên app Elsa mà mình nghĩ là mọi người hãy thử dùng đi. Và tất nhiên để mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu và thử sử dụng Elsa Pro thì Elsa và mình có một món quà nho nhỏ muốn dành đến tặng cho mọi người. Một món quà nho nhỏ dành tặng cho tất cả các bạn xem video này, nho nhỏ nhưng không hề nhỏ. Người có thể nhìn cái chi phí này ý, thì tính ra chúng mình chưa phải trả đến 2.000 đồng một ngày. Về Elsa Spec thì chắc là thôi mình sẽ dừng nói ở đây nha, no comment nha. Tại vì để Elsa có mức độ uy tín như bây giờ sau bao nhiêu năm thì chắc là mọi người cũng biết là độ uy tín của Elsa trong mắt các bạn học viên như thế nào rồi đấy. Nên là ok, mình sẽ để code và link đăng ký ở bên dưới description box để mọi người thử nha. Mọi người nhớ thử nha, đấy thật sự rất là tiết kiệm ý. Đây là Đức Huy đang pha margarita cho tôi nhân dịp tuần này học hơi nhiều. Yeah. Stress. Đấy, nói chung là tuần này là mình không có đi ra ngoài uống cocktail được nè, Đức Huy. Tâm lý. Phải cho em à? Yes. Ok. À, đây là góc nhà mới của nhà mình. Vừa nói xong đã vừa mở máy quay lên, mọi người nhìn thấy cái là mở được luôn. Điều thế không biết. Tính sẵn rồi. Điều thế không biết. Em thử uống đi. Ok, cho em thử phát. Hello, mình vừa làm test xong. Thì nói chung là rất là vui mọi người ạ. Tại vì cô khen là sáng nay mình không phải là khen tốt 100% nhưng mà cô bảo là cái script mình chuẩn bị thì đã cover được đủ ý cô muốn rồi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là lo, tại vì cô giáo của mình chấm bài rất là đắt, nên là khi mà cô khen thì cũng không biết được là kiểu như nào ấy. Bây giờ mình sẽ đi ôn bài để tối nay mình làm nốt cái bài test, là coi như là done.
xong á, xong xuôi hoàn toàn luôn á. Hôm nay là thứ 6 nên là mình cũng muốn chia sẻ tip thứ 6, cũng là tip cuối cùng cho mọi người luôn. Đấy chính là khi mà trong cái quá trình mà chúng mình chạy deadline hay chúng mình học bất kỳ môn gì, thì đây là một cái tip mà đối với bản thân mình cảm thấy là nó là cái kiêu mang của mình từ hồi cấp 2, cấp 3 và đến tận bây giờ ấy. Hãy cố gắng luôn học hỏi từ những người bạn học giỏi và có chuyên môn. Với những môn tiếng Trung như này thì mình luôn luôn là kiểu hỏi anh Huy để anh Huy luyện tập trước với mình ý, để cho nó chắc chắn hơn, nó chuẩn hơn. Những cái bài viết báo chẳng hạn thì mình có hỏi một người chị của mình đang học Master Truyền thông tại trường Monash, là một người chắc chắn là có kinh nghiệm hơn mình rồi, để hỏi xem chị ý thấy là cái dàn bài của mình, dàn ý như thế, từng đoạn như thế thì các ý mình viết trong từng đoạn như thế nó đã hợp lý chưa, thì chị ý sẽ đưa cho mình lời khuyên. Đó, có mỗi như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tắt máy và đi học bài đây. Hẹn gặp mọi người một lúc nữa. Đây là bài cuối cùng của Mẫn Nhi. Trong đời sinh viên. Ấn đi. Đại học mày chưa đại học rồi. Hiện tại thì chắc là tại vì vừa xong nên là không có cảm giác gì quá là kiểu ấy đó đâu. Nhưng mà cảm thấy là dần dần đến lúc mà tốt nghiệp nhỉ, lúc vào lễ tốt nghiệp lúc đấy mới cảm thấy lúc đấy mới bắt đầu cảm xong hết rồi. Chứ còn bây giờ em nghĩ là tháng nữa chắc cũng sẽ vẫn như này thôi nhỉ. Yeah. Ok. Yeah. Và cuối cùng thì hành trình học đại học của mình trộm vía cũng đến hồi kết rồi. Nhìn lại hành trình đi du học sang Hà Lan, về Việt Nam và apply lại đi Úc, thật sự là một hành trình rất dài và mình cảm thấy là thật sự rất là tự hào về bản thân ý, vì mình đã cố gắng rất là nhiều. Mỗi ngày trôi qua đều đặn thì đúng thật sự là chả bao giờ nghĩ cái gì đâu. Nhưng mà khi mà nhìn lại cả một cái hành trình rồi thì đúng như một thước phim mọi người nhỉ. Và tất nhiên một hành trình đóng thì lại có một hành trình mới, thì tới đây sẽ lại có một hành trình mới rồi. Và tới thì mình sẽ phải cố gắng hơn nhiều nữa, vì từ giờ mình sẽ phải tự lo cho bản thân mình mà. Yeah. Cố lên. Mình cũng không biết nói gì nữa luôn á. Thật sự là mình rất là biết ơn mọi người vì đã cùng mình đồng hành qua bao chặng đường. Và thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Và video sau sẽ là hành trình mới đấy. Bye bye.